Thường xưa có lần con cúng dường một bộ kinh với cây giá trong cho một thiền viện thuộc phát triển đại thừa rất lớn ở Việt Nam. Con thấy các sư ở đó rất hoan hỷ đón nhận, thậm chí còn nói ở đây đang cần bộ kinh này. Con có nên tiếp tục cúng dường như vậy cho các thiền viện chùa tụ đại thừa như vậy nữa không? Vì con nghĩ các chùa Nam Tông, các sư và cư sĩ Nam Tông đã quá đủ kinh với cây giá và quá biết kinh với cây giá rồi nên không cần con cúng dường nữa. Hoặc con có thể tặng bộ kinh này cho các Phật tử tại gia đang theo học đại thừa để họ biết hơn về kinh Nguyên Thủy không? Tất nhiên là chỉ tặng khi họ hoan hỷ đón nhận. Làm như vậy liệu có đúng pháp không sư? Xin sư giải đáp. Có một cái vấn đề trong cái chuyện Ấn Tống, sư cần sư nghĩ sư cần chia sẻ cho quý vị. Quý vị Ấn Tống, quý vị cúng dường không khéo, nó nằm trong kho hoặc là nó nằm ở trong tủ hoặc nằm trong phòng ông trụ trì, nó kỳ. Sư từng gặp những cái bộ kinh đối với sư cho là quý nằm trong tủ kiếng được khóa lại hẳn hoi, và xin thưa là được khóa lại hẳn hoi. Thứ nhất, một á, là nằm trong phòng trụ trì ai dám vô. Thứ hai là nằm ở những nơi mà chỉ dùng để trang trí thôi, kinh mà chỉ dùng để trang trí thôi, và số phận của nó nằm ở chỗ đó là nằm tới khi nào móc meo thì thôi. Đó là chưa kể đến cái chuyện là một vài vị đó không có được cái sự trân trọng đúng mức với kinh tạng mà mình ấn tống. Nhận á, thì rất là vui, tự nhiên là phải tỏ ra vui thôi chứ không vui mốt ai cho nữa. Đấy, hoan hỷ và nói rất là nhiều những cái lời khách sáo. Nhưng sau đó quay lưng đi rồi, cái số phận những cái bộ kinh đó nó đi đâu á, thì chỉ có vị đó biết. Cho nên tốt nhất mình làm thì làm ơn làm cho trót, tức là kinh tạng á cúng cho vị nào thì tận tay vị đó, hoặc là vị đó cần. Thí dụ như quý vị hỏi là con có cái ý con cúng dường bộ kinh Nikaya, xin thưa là vị nào cần thì cho con biết số lượng, vị nào cần thì cho con biết để con tính cái số lượng để con cúng dường để nó đến, để cho đó sau đó quý vị làm đó, đến được tận tay những vị đó. Quý vị biết là cái hồi mà sư mới xuất gia đó, để kiếm được một cái bộ kinh đó, nó cực lắm quý vị biết không? Cực lắm. Mà không có nữa. Đấy, không có đơn giản đâu. Cho nên có những vị họ cần đó, nhưng mà cái kiểu mua gì cúng cho chùa đó, cúng cho chùa thì nó không có tới tay những cái vị cần đâu nha. Riêng kinh tạng có cúng thì phải điểm mặt, tức là vị nào cần thì mình dâng tận tay vị đó. Thí dụ như là nó có những cái cách, thí dụ như là mình tạo những cái form á về những vị đó đăng ký, hoặc là các vị đó ở chùa, nếu mà quý vị đến cái ngôi chùa nào đó, đến cái thiền viện nào đó, quý vị hỏi thì bao nhiêu vị đó đăng ký, bao nhiêu vị đăng ký thì bấy nhiêu vị sẽ được, chứ còn không có nên làm đại trà đâu, lãng phí.
mà nó lại không có đến được tay những cái vị cần. Nói quý vị buồn, chứ sư đã từng gặp ở một số nơi kinh quý nằm cả thùng cả thùng cả thùng như vậy, nằm ở trong kho đó, móc meo bỏ, trong khi đó những cái nơi khác thì không có, nó phí lắm quý vị biết không. Thành ra là sư nhắc để quý vị mà có cái lòng ấn tống, mình làm ơn thì mình làm ơn cho chót nha, làm ơn cho chót.